Con. Con. Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Bữa nay ghé lại vườn của ba vợ để mình đi đổ chuột, sẽ kiếm những cái rò đất giữa ruộng để mình đổ. Vườn mít của ba mình đặt rồi, mướn máy nó gian bờ lên cao chút xíu, nếu mà không gian là nước này là ngập rồi. Cộng chuột len gì chưa Dương Út? Cộng chuột với len gì chưa? Đi ba bữa chắc lủng luôn á Dương Út. Sớm giờ thì mình có ghé cái gò bên kia cũng bự dữ lắm luôn, nhưng mà chuột không có. Tại vì cái gò nó cũng gần cái đường lộ á, sợ chuột nó rút vô đường lộ rồi nó không ở trên gò. Giờ mình sẽ ra giữa đồng luôn. Kiếm coi coi có chuột nó ở bồng ráo gì không. Em đừng có la nha. Đó chắc có đó Dương Út, tha cỏ vô. Đây có nè Dương Út ơi, bằng đêm nó ra đây nè. Nó cắn cỏ kìa. Anh sang xuống đi. Sao không sao? Giờ nó bọng đây có con chuột. Coi cái bọng này. Trên đó có cái ổ nào không? Có không bà? Ổ ngay chỗ này nè, ổ rồi chơi chừng đó nè. Này đồng trống rồi, nó lội lặn ra đây là không có đường nào mà sống nổi. Cái cục khô khô nó chừng nằm trong cục đó đó, đúng không? Nhanh gáo học vô thử Dương Út. Cái này mà không đem vô vài hôm nữa nước cao lên trôi mất tiêu quá bác ba. À bây giờ thì đâu có còn ai đâu xài củi nữa cả nhà ơi. Giờ xài bếp ga không? Cái này phải có chuột chứ. Có. Nhặn nước nó một chút nữa mới vừa Dương Út. Chưa ngập trong hay gì á.
ở đây nó có cái lỗ nữa nè. Bạc lại đó. Đặt hút khác đi, nó lúc luôn. Nè, nó về đây nè. Rồi, chỗ nào có rồi. Nó có chỗ cắn cỏ nãy, cắn cỏ mới rồi. Nó lặn ra ngoài đây rồi. Nó mới lặn, nó mới lặn xuống. Con gặp nó đổi đầu lên ngoài đây nè. Nó lặn đầu rồi nó không hay á. Đó 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 đó. Hai con luôn, hai con đó. Còn con á gì chú Sang? Con nữa, hai con rồi. Cái kìa, dừng út đây con, dừng út. Dạ. Đâu chỗ nào không thấy một ba? Dừng út này con. Ủa nó lội ra nào mà nó không thấy tàn. Con của bác ba chỉ đâu bác ba? Nãy giờ mình chưa coi bờ dưới á cha, coi coi nó có xuống bờ dưới không cha? Nó đi là nào mà nó không hay á. Chưa trơn bội thu ba con rồi. Cho dựng út chèo lên trên. Đó. Có cái ổ này coi Út ơi. Coi hứng nha. Đập. Chú ơi vậy chú ta? Ủa sao nó không ở? Chưa thấy con gì hết á. Đó, đủ nó không có trong bọng á. Vậy là nó vô bọng hả? Không có nó chưa? Ông chờ cái chỗ này nè chú. Thử cái đầu này thử có. Bắt luôn, bắt luôn. Chết rồi. Đúng rồi. Bọng nào không có nước không? Ra thì nó lặn à. Coi bọng không không? Thấy à. Hay lắm. Vậy cho nó nổ nổi chứ. Chạy xuống. Nãy có ba con chuột. Cái bọng nó đứng ra rồi tới ra. Ổ lũ. Cái nhỏ nó nghe nó. Cô cò vậy á. Chọt. Chọt. Còn nữa đó, còn coi chừng còn cái chổng nữa đó. Cũng chưa chắc đâu, hồi nãy nó qua bên đây. Thôi dắt này nó đi dữ ta. Quá xa vậy. Chưa đâu. Đâu
quá xôn lại cũng đẳng á, nhưng nó quen quen cái thứ. Bây giờ mình tiếp tục đi tới mấy cái gò này nữa. Đó, trước là nó có cái bờ gáo, bờ chuối. Đó, còn cái gò bên kia thì nó có là cái xài với chuối. Mà có cái gáo đó chắc có người bọng quá anh ba. Cái đó đó là thấy là có tương lai đó. Nú đậu nè. Kiếm mấy cây á, kiếm mấy cây thọt á. Ờ đó, lấy cái cây đó thọt. Chú sang lại đẳng đi, lại đồng đẳng đi. Hay quá. Còn con nào nữa không? Còn nữa đi. Với tôi sao? Hết tự hả? Không nào. Đó, một con. Con đó đâu con. Ốc. Thấy con giấu. Đây. Lẫm ai. Quá ú rồi. Còn nữa. Còn ở trong cái bọng á. Lại là lấy cái khúc cây này ra nè. Khúc ở trong đó. Cái đó đó tháo cái đó ra là coi chừng đó đó. Yeah. Qua tiếng trả lời cho bố luôn đi, làm cái đó không mà nó hồi lại là không được đâu nha. Ừ rồi. Giờ mình đi tới cái gọt khác. Chẳng lỡ. Ở đâu ở Dương Ốc? Ở bà đây này. Nó ở bà ở trong chuối này không à. Đi dính chục kia đi. Thì ấy chục này đi, ấy về qua đi. Cái ổ ngay chỗ đó đó. Không có đâu. Đâu chột cái ông nhậm này. Đâu nhậm này. Là được lố rồi đó. Ồ, một lố chẳng rồi đó. Vậy mà đi quẹo gì đó ta. Lố là ăn chục á hả? Lố là ăn chục. Vậy hả? Hết rồi đưa cho nốt nha. Anh làm con nữa nha, lố rồi chứ đâu. Như hai con thì ui. Bò con tới. Chứ đây nè, chứ nam. Đâu, nó đang ngồi đó. Ồ, quá đã. Vậy đó. Đó, 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 đó
còn con nữa, còn con nữa. Ở đó 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 đó. Thấy con lợn. Chưa, chưa dính, chưa dính. Chưa con nào dính đó. Nó lặn, tôi lặn ra đó. Nó ngoài rồi. Không có lặn vô đâu. Quá sống. Hai con. Cái bá lửa. Bắt được con hả? Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy là nó lặn xu gió. Coi chừng nó sẽ xuống tới cầu mướn á. Làm lên cây chuối mới được. Vậy là ra mấy cây chuối đó ta đó. Bà chụp anh chụp cây đó. Lặn nữa. Hai ba người hứng rồi. Ngay cái bụng chuối á, ngay quần chuối luôn á. Con khác là con đó. Con này muốn bệnh phô queo à. Ú mình mà đi hút. Chèo nó. Đó, nó lại kìa. Nó gọi nó bay. Nó bay xuống đây. Sao vậy? Chịu chịu quá hả? Con khác nó vậy. Con khác nữa chạy con khác. Rồi rồi, đi. Còn đó. Đi về luôn đó. Chạy qua qua tới cây. Chạy kìa 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 đó, nó nổi đó, giáp dơi đó. Đó, cái chỗ giáp dơi đó, cái đó là cái gì? Phải chỗ không? Còn nữa không? Cái kế, cái này lửng hái, cột lửng hái vô. Rồi, bé rồi. Xuống chú Hai. Xuống luôn, xuống cái gì? Để con lại. Yeah. Thả
Có chuột, có chuột, có chuột, tấn công. Đó, lội gan con đó. Ờ. Ủa sao ngộ vậy? Con gắn mối mà sao bỏ là sao? Gắn mối qua. Kìa. Đó, đi vô góc trong lưng. Đó, nè. Chuột ở đâu anh Út? Chuột nãy nó lặn ra rồi. Lặn qua đây vô nó. Nó lặn ra đây rồi. Để con gình nó. Thấy không? Đó. Thấy không? Bây giờ là tỷ lệ là một con chuột và một con gắn mối, anh bắt con nào? Hai con luôn. Bắt hai con đi. Bắt hai luôn. Bỏ gắn mối hả? Chơi kỳ vậy? Em biết định là em bắt con chuột chứ em không bắt gắn mối đó. Anh vẫn biết đó. Ê, đây, từ đừng nó la, bắt cho con gắn mối. Vậy hả? Hai hướng tôi biết quay hướng nào. Khổ ghê luôn. Kìa. Nằm ở trên ấy chuối á. Con. Kìa cơ chỗ con nãy chạy ra đó. Giỡn hả con? Thẩu thoát hả con? Thẩu thoát hả? Thôi bắt mình nên bắt được thôi Út ơi. Ờ, đừng con không còn dí bên đó đó. Lòn qua cái lá chuối đó không có thấy được đâu. Gì? À. Có bệnh kỳ. Hai con. Tôi có mồi rồi Út ơi. Ra đi xuống là gì nó? Ở đây chỗ nào? Hay quá chứ hả? Nhà thấy không, sông nhấp nhô nhấp nhô. Đây là cái mùa nước nổi. Mưa tới luôn à, mình cũng bắt chuột cũng vừa về tới chạy. Chú Sang bắt đầu nhúm lửa lên
rút mà mặn mới chuột rồi. Mưa quá mưa cả nhà, mà là lại dai nữa. Mưa hoài không thấy tạnh. Đâu bữa nào anh đưa cho em coi anh Sáu. Cũng tôi nghe bác Sáu chờ mưa. Trời mưa cũng bằng áo mưa lặn lội ra chạy của ba ăn sách ra cái bọc lá giang nha. Chút mình nấu anh chua chuột. Nay chuột mình nấu anh chua lá giang. Mới cá trắng nè, ngoài hầm của ba văn lưới vô, bây giờ mình màng đang mình kho lạc chấm với con súng. Có sao có mưa bằng chuột luôn rồi. Quá mưa. Nhắn này thì bông súng nó tóp cái bông là nó không có nở. Nó nở thường thường là dắt cỡ 9-10 giờ sáng. Cái này một người một là ăn một cọng là không hết. Nó dài dữ lắm. Mà nó bự đó. Cái đó chắc từ 2 mét quá. 2 mét. Dạ vậy nó mới ngon. Dưới gì vậy? Thôi thôi. Để lại cho đó. Mà mưa gió cái lụp chụp quá cả nha. Thì hiện tại giờ nước nó cao quá rồi, nó gịnh vô trong vườn của ba Minh là một ngày là phải rút là 100.000 tiền dầu, ngày nào cũng vậy hết đó. Máy đang chạy hình có nhiều sao? Đâu tháng có 3 triệu mình không rút thì là nước nó hư cây của mình. Hay nhiều đó cũng được cái nồi kinh chảo kinh chua chứ bác ba, đâu ít đâu. Nhiều quá. Gần 20 con chuột. Đây mấy cây sầu riêng của ba mình. Mình xấy chuột xương cái nút à, sóc sóc lên giùm bắt ba cái nút cái con này chưa muốn bụng gấp rồi con bắt ba cái giấy. Anh nhờ anh Út thấy không thấy chút nữa tiêu rồi. Thiếu nữa không ba? Thiếu rửa lắm. Chỉ gạo rồi. Chuột nó cũng săn là cho nó vàng vô. Cá nó bắn cá. Cũng chút nước cũng ăn nữa. Cá bá nữa. Cùng có nuôi hai con á. Chứ đừng nói ngạn. Thôi mình cặp cặp đó bác con sáu. Sao không nhiều. Cái lá vàng nó là cái gì đấy. Hồi lúc trước thường thường là chỉ có trên núi mới có thôi. Bây giờ rồi mình lấy giống về mình trồng rồi. Giờ đâu cũng có hết, giống như cái cây lá trúc vậy đó bác Sáu. Lúc trước là chỉ có gần núi đâu mới có, không bây giờ mình cũng ở dưới đồng bằng này kia đồng trồng rất là nhiều. Sớm thì mấy cái rò ở ngoài chuối nhiều quá đó, rồi mấy cái nải mấy cái hoài nó cũng giải chứ, mình cắt mấy cái bắp vậy
mình tước ra, lựa những cái non mình mới ăn. Được hai dĩa cá kho lạc. Lấy cái nồi lao chùi cái ngón giò vừa gió lụp chụp cả nhà thông cảm á. Cái này cũng còn chuyện mưa, mưa dưới cạnh dưới kia. Bây giờ là chuột thì nấu chua, cá kho lạc, chấm với sốt sướng. Rồi bây giờ cũng mời. Chú Út có đây chưa? Rồi. Ông bà, đất địa ông bà chỗ này về cả mấy cái phim. Rồi, dọn dẹp thôi rồi sao đâu đũa đâu. Của ai? Của em rồi. Để nguyên vị trí cho Lương Ninh ngốc khỏi không sao đâu. Dán nó lọt kẻ. Thôi vậy mời, mời ra nhà luôn. Vô. 1 2 3 vô. Mời cái nhà luôn nha. Mời cái nhà. Chút xíu nữa nốt còn cơm kìa nốt ơi. Làm về nốt còn cho cá ăn nữa coi nha. Nốt nguyên đi ử trời, miếng bổng miếng ử. Mình ăn canh được không? Quá đi. Em mong này. Tại mình không đi bắt ăn ngon. Đâu cái giá rồi. Không, giá đây. Nước đây. Sao? Nói chứ chỗ cũng nấu canh chua nấu là chín được là đựng cho rượu. Rượu của ăn ngon. Còn cái dai á. Rượu là nó hết cái mùi. Hết mùi. Nên mình nấu canh chua lá vàng. Thêm mấy cái bắp chuối. Cơm ăn nốt. Để cái nồi cơm bánh cái này cái he hả? Một mỡ ăn nó thơm không? Đổ dưa nóc. Nó thơm thơm. Dạ. Được mấy cái he. Có con một. Con một. Dạ. Bốn con gì đặng. Ba con ăn mới. Em chưa thấy nó, để chút nữa đi liền đó. Luôn. Tính ra bữa nay mình bắt bị sảy hơi bị nhiều. Đúng rồi. Mà sao nó lặn hay quá. Lặn hay quá, gió dạ. Dạ không có sao, thục nó ở bạ bạ ngoài không à. Ở trong bụng gáo rồi ở dưới gốc chuối gì đó. Rồi nó trèo lên chuối rồi nó lặn, nó hợp làm dưới đó mệt lắm. Trời mưa nước lên mà để nó ngâm hoài để cấp tiền dầu của lắm đó. Giá trời lên. Lên tiếp đi. Rồi. Đé chưa? À, anh vợ mình chạy đi mua dầu rồi. Đặng chút nữa mình châm vô máy á, đặng rút băng đêm nữa. Để em thôi tối rồi chỗ cây xăng người ta không có bán. Mình phải mua để trước. Hết dầu mà công xả bét xả đầu nữa. Mình biết hư cái bét luôn. Trăm ngàn chạy sao sáng sao chiều. Chứ không có chạy được băng đêm. Hôm nay chạy tới bữa rồi. Bằng lại chưa? Bằng à. Cái lưng quá chín mà. Vậy ra vậy đó. Chừng nào mà cái nước mà nó ổn định lại thì nó ít mọi. Còn nước lên hoài thì mọi hoài. Với lại mình lên. Mới làm đó, mới có gian cái bờ nó chưa có dẻ. Cái gì? Nó mọi dữ chứ chưa mọi dữ, chưa mọi trên đó đó, phải ngập trên đó nó mọi còn dữ nữa. Trên chưa. Lên trên đó là nó mọi chảy ngang này luôn nè. Cái chân đó nó còn không rỗng à. Cái đó là phải dừng cao su mới được. Tới đó là tới là dừng cao su đó. Nhưng mà chắc nó tới bế rồi mà. Bế rồi ta thương nó kìa, mơ đi đo. Nhưng mà bánh bánh nó chả được bán mà mình giúp bé luôn á, chả luôn rồi. Sớm giờ mình ăn cái nồi canh chua chuột này ngon quá cả nhà. Ba Minh là cũng no rồi. Anh Út rồi nãy giờ dùng mấy chén cơm với làm lại ghi cũng no. Giờ chiều anh Út về. Về cho cá. Giờ mình xin phép cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn cho mình kết thúc video đây. Mình hẹn lại ngày mai ha. Ngày mai. Cùng với bác cháu của mình đó. Chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn sáu ba trời mưa anh vẫn lên hay sao? Bằng sao mà bữa nay mà không lên là cái nồi canh chua này không nấu với cái gì luôn. Không bao giờ nó ngon như vậy đâu. Cái này thấy em muốn hết luôn rồi đó. Khổ lắm. Chưa có gì trơn mà nó cạn. Bởi vậy uống với anh sáu một ly coi. Ok chú sáu. Giờ sớm anh hai đi mua bún mới về. Rượu cũng vậy mà cá cũng vậy đâu vô luôn. Mình trang bún vô chơi. Để bún vô chén mình trang cái nước này. Bữa hôm nay bác ba làm quá trời ngon. Quá tuyệt vời. Không cốt vô.